Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog tin Thi Thi. Hy vọng là những thông tin cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những giây phút thư giãn thoải mái cho quý vị và các bạn. Quý vị ơi, đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chào mọi người ghé vào chuyên mục tâm sự của Blog tin Thi Thi. Hôm nay thì sẽ gửi đến mọi người một câu chuyện rất là hy hữu. Một anh thanh niên mãi vẫn chưa lấy được vợ, liền bị mẹ treo biển, tìm vợ hoặc là bán con. Chuyện chưa có người yêu hay là chưa lập gia đình bị bố mẹ hối là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên thì xử lý giống như bà mẹ này đó là treo luôn biển quảng cáo để tuyển con dâu hoặc là bán con thì đúng là bá đạo. Câu chuyện này được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm chú ý của rất nhiều người. Theo như nội dung trên tấm biển quảng cáo thì anh chàng này hội tụ tất cả những tiêu chí đủ điều kiện để lấy vợ, nhưng mà không hiểu sao vẫn cứ ế. Theo như tiêu chí mà người mẹ đưa ra thì con trai của bà đẹp trai, chịu khó làm ăn, không cờ bạc, không gái gú, yêu trẻ con. Phải nói là những tiêu chí ghi trên bảng tuyển dâu này nếu đúng như sự thật thì anh chàng này khá là ok đấy chứ. Nhìn sơ bộ hình ảnh thì khuôn mặt và dáng vóc của anh chàng này cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa thì bà mẹ còn tiết lộ là con trai của mình còn zin, khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Thêm vào đó là một nhược điểm là nhát gái sợ ma. Và đây có lẽ là nguyên nhân thực tế khiến cho anh này ế. Tuy nhiên thì sau khi bức ảnh này được đăng tải lên trên mạng xã hội, không ai chú tâm vào anh chàng này chút nào mà người ta lại đưa nhau đổ bao nhiêu cơn mưa lời khen dành cho bà mẹ quá tâm lý này. Và rất nhiều bạn đã để lại những comment rất hài hước kiểu như là: mẹ phải tìm hiểu xem anh ấy có yêu con gái không mẹ nhé, nhỡ lại chỉ thích con trai thì làm sao? Các cô gái đưa nhau thắc mắc như vậy bởi vì ngoại hình cũng được này, tính cách cũng được này, mà tới giờ vẫn chưa có người yêu và đặc biệt là con zin. Không biết thực hư câu chuyện này như thế nào, và rồi anh chàng này có tuyển được người yêu, tuyển được vợ như ý của mẹ ngay hay không? Nhưng mà hiện giờ câu chuyện này vẫn đang là một đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ là những giây phút thư giãn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bây giờ mọi người có thể bấm thêm vào đây chúng ta xem thêm những thông tin khác. Hoặc là bấm vào đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.